Cơ quan Y tế bang Washington của Mỹ đã xác nhận thêm 4 trường hợp tử vong do dịch COVID-19, nâng tổng số ca thiệt mạng tại bang này lên 6 người. Thông báo cũng cho hay hàng trăm người khác tại hạt King của bang Washington cũng có thể bị nhiễm COVID-19 do virus đã lây lan trong nhiều tuần qua tại bang này mà không bị phát hiện. Cho tới nay, bang Washington đã xác nhận 18 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Chính quyền bang và các cơ quan địa phương đang tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh trong bối cảnh xuất hiện các ca nhiễm mới tại một số bang trên toàn nước Mỹ. Mỹ hiện đã ghi nhận hơn 90 trường hợp nhiễm bệnh.